Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thưa tất cả các đồng chí. Theo đề nghị của các đồng chí trong cái đợt học tập làm theo Bác năm nay, thì tôi xin đến để trình bày với các đồng chí nội dung chủ yếu của chuyên đề. Và chúng ta triển khai chuyên đề học tập năm nay trong một cái bối cảnh có rất nhiều sự kiện quan trọng. Các đồng chí đều biết là năm nay là đại hội đảng các cấp từ cơ sở tới các địa phương, và để đầu năm sau đấy là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 sẽ khai mạc. Các đồng chí đều biết là ý nghĩa trọng đại của đại hội lần này là ở chỗ đảng ta làm một tổng kết lớn về lý luận và thực tiễn sau 30 năm đổi mới, và cũng nhìn lại những cái việc đã làm được trong nhiệm kỳ của khóa 11 để đưa ra những quyết định đột phá của nhiệm kỳ khóa 12. Mà điểm trung tâm của nó đấy chính là làm sao chúng ta thực hiện được hệ mục tiêu của đổi mới là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, và xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại hóa để đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Thì tinh thần ấy nếu xét một cách sâu xa về nguồn gốc đấy, chính là đảng ta càng ngày càng trở về và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đồng chí nhớ lại lịch sử là đại hội 2 năm 1951 ở Việt Bắc, Bác có nói một câu nổi tiếng là toàn bộ đường lối của Đảng chỉ cần đúc vào một câu thôi, đó là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và phú cường. Mà phú cường tức là giàu mạnh. Thế và đến bản di chúc lịch sử Bác để lại cho chúng ta thì Bác nói là điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Bác chỉ thay chữ phú cường bằng chữ giàu mạnh cho chúng ta dễ hiểu thôi. Như vậy là toàn bộ tư tưởng sự nghiệp của Bác trong suốt cả cuộc đời nêu cho chúng ta một bài học về sự nhất quán và kiên định. Mà đây là một thể hiện rất lớn những cái nỗ lực của Đảng ở trong một cái thời điểm khó khăn mà vẫn tiếp tục giữ vững lý tưởng, mục tiêu, đi theo con đường mà Bác đã lựa chọn. Chúng ta bước vào năm 2015 thì các đồng chí nhớ là năm nay chúng ta không thể nào quên được những cái sự kiện quan trọng sẽ diễn ra như thế này. Thứ nhất là bản di chúc lịch sử của Bác để lại năm nay là tròn nửa thế kỷ, các đồng chí. Nửa thế kỷ, tức là 50 năm. Bác viết di chúc từ năm Bác 75 tuổi, năm 1965, lúc mà bắt đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Bắc, khi mà miền Bắc đứng trước những cái cuộc ném bom tàn bạo mà nó đe dọa là đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá, thì chính ở thời điểm đó Bác bắt tay vào khởi thảo di chúc. Thì đến nay là tròn 50 năm. Các đồng chí sẽ chứng kiến những cái sự kiện lớn, thí dụ như là hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia đánh giá về tầm vóc lịch sử của bản di chúc này. Và bây giờ bản di chúc đã được xếp trang trọng vào danh mục các bảo vật quốc gia. Đảng và nhà nước ta quyết định chọn 5 tác phẩm tiêu biểu của Bác xếp vào hàng bảo vật quốc gia, mà trong đó có di chúc. Thì năm nay nó có các sự kiện đó. Và sắp tới đây chúng ta đang đến bên thềm của lễ kỷ niệm 85 năm ngày sinh nhật Đảng.
mùng 3 tháng 2 và 45 năm cách mạng tháng 8, năm 45 đấy, cách mạng tháng 8 năm 45 thì năm nay là tròn 70 năm. 70 năm ấy cũng là 70 năm đảng cầm quyền liên tục. Như vậy là một đảng quang vinh 85 năm lịch sử và 70 năm cầm quyền, trong đó có 30 năm cầm quyền trong điều kiện đổi mới và phát triển, thì đây là một sự kiện rất trọng đại và đặc biệt. Và với các đồng chí trong này lại càng hệ trọng hơn, thiêng liêng hơn, khi chúng ta kỷ niệm năm nay cũng là tròn 40 năm giải phóng miền Nam. Từ giải phóng miền Nam đại thắng mùa xuân năm 75 đấy, thì năm nay là 40 năm. Trong đội ngũ cán bộ của chúng ta, cả một thế hệ 40 tuổi là sinh cùng thời với giải phóng miền Nam đấy các đồng chí. Hơn nữa, năm 2015 sẽ còn là năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo Bác với chủ đề mà hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi. Đảng ta chọn chủ đề của năm nay là với tất cả một sự cân nhắc, đặt lên hàng đầu vấn đề trung thực, và có trung thực thì sẽ có trách nhiệm, có trách nhiệm cao nhất thì sẽ gắn bó được máu thịt với nhân dân và sẽ đoàn kết trong đảng trong dân để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Cho nên cái logic của chủ đề này là nó rất rất đáng phải lưu ý. Điểm xuất phát là trung thực và điểm xuyên suốt là quan hệ giữa đảng với dân, và cái chỗ đến ấy, chỗ mục tiêu đấy là quyết tâm làm cho đảng trong sạch vững mạnh xứng đáng với niềm tin của nhân dân, mà lúc sinh thời Bác gọi là đảng là đạo đức, là văn minh, là chân chính cách mạng. Thế thì tôi sẽ cố gắng trong một khoảng thời gian rất ngắn buổi sáng hôm nay để giới thiệu với các đồng chí những thông tin mới về Bác. Nói về Bác Hồ thì năm nào chúng ta cũng nói, chúng ta cũng học. Xin các đồng chí nhớ cho một cái lời phát biểu của nhà văn nổi tiếng Sơn Tùng là thế này: chuyện Bác Hồ dẫu trăm năm vẫn chưa thấu ngọn nguồn. Tức là sẽ còn có rất nhiều điểm mới lạ, kỳ diệu về Bác mà chúng ta có tìm hiểu bao nhiêu cũng là không đủ. Nhất là các cái thế hệ sinh ra sau này thì càng phải tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn về Bác. Những cái đồng chí lãnh đạo của chúng ta mà có vinh dự làm việc bên cạnh Bác thì bây giờ cũng gần hết đã trở về với Bác. Cho nên là những cái nhân chứng của lịch sử sẽ mất dần đi. Mà nếu chúng ta không khẩn trương nghiên cứu đấy, chúng ta không tìm tòi nỗ lực, thì rồi sẽ có rất nhiều điều mà chúng ta không còn cơ hội để nghiên cứu nữa. Cho nên đây không chỉ là vấn đề học tập tuyên truyền, rồi là giáo dục đạo đức trong đảng trong dân, mà nó còn có cả một nỗ lực là nghiên cứu về Bác, để chúng ta xây dựng một cái ngành khoa học là Hồ Chí Minh học, tức là khoa học nghiên cứu về vĩ nhân, về Hồ Chí Minh. Vì đảng ta đã có chủ trương là sẽ phải khẩn trương đào tạo một đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ở học vị tiến sĩ, những chuyên gia về Hồ Chí Minh học, để truyền bá lâu dài trong các thế hệ về tư tưởng đạo đức của Bác. Vì trong đó có công việc của chúng ta. Tôi xin tập trung giới thiệu với các đồng chí vào ba vấn đề lớn như thế này. Một là chúng ta cũng cần phải nhìn lại khái quát về cuộc đời sự nghiệp của Bác, nhưng mà trên cơ sở những thông tin mới. Tôi gọi là những thông tin mới là cái này đã qua nghiên cứu đấy các đồng chí nhé, đã qua thẩm định cả đấy. Các đồng chí đọc vào tiểu sử của Bác, cái tiểu sử mà lúc Bác mất ấy thì mới đảng mới chỉ có tiểu sử vắn tắt thôi. Thế còn sau này chúng ta đã có nhiều công phu nghiên cứu về Bác, cho nên đảng đã cho công bố bộ tiểu sử chi tiết về Hồ Chí Minh hàng nghìn trang các đồng chí, cả tiểu sử chính trị của Bác, cả tiểu sử khoa học của Bác. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu phát hiện thêm nhiều điều mới lạ lắm.
Tôi lấy ví dụ ngày sinh của Bác thực sự là thế nào, tên tuổi của Bác thực sự là thế nào. Mãi gần đây mà chúng ta vẫn tiếp tục bổ sung thêm vào danh mục các tên tuổi, bút danh, bí danh của Bác. Bác là một trường hợp gọi là huyền thoại, mà thế giới họ gọi là huyền thoại ngay từ khi còn sống. Cho nên rất nhiều tư liệu mới về Bác chúng ta cũng cần phải nghiên cứu. Kể cả chi tiết này, quê hương của Bác, quê nội, quê ngoại của Bác là thế nào, cũng là câu chuyện đấy các đồng chí. Rồi chúng ta đối chiếu vào tiểu sử chính thức của Bác mà đã được công bố đấy, tức là những cái tài liệu quan phương chính thức, nhưng mà lại so sánh với những gì Bác tự khai ra, thì ta thấy có nhiều chi tiết đáng phải suy nghĩ lắm. Và nó càng thấy toát lên sự cao quý, sự vĩ đại, sự khiêm nhường của Bác các đồng chí. Cái trung thực này, Bác là một mẫu mực chói sáng mà toàn đảng, toàn dân ta học Bác từ cái tính trung thực. Nó gắn liền với khiêm nhường, gắn liền với trách nhiệm của Bác. Thế rồi là những tác phẩm Bác viết mà chúng ta chọn là quốc bảo, thế thì nó có một cái điều là tại sao Tuyên ngôn Độc lập, một án văn chương bất hủ, văn chương lập nước, lập quốc trong thời đại mới mà lại chưa đưa được vào quốc bảo? Nó có lý do của nó. Bởi vì là phải thẩm định văn bản gốc, mà rất nhiều tư liệu, tài liệu, tác phẩm của Bác hiện nay cũng bị thất lạc. Và rất may mắn cho chúng ta là ta còn giữ được nguyên vẹn cái băng ghi âm Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình. Nhưng vẫn cần phải thẩm định văn bản gốc tác phẩm viết ý, theo tiêu chuẩn của quốc tế. Cho nên là trong 5 tác phẩm là quốc bảo của Bác, các đồng chí đều biết chỉ có Đường Cách Mệnh này, chỉ có Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp này, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ này, Tập thơ Nhật ký trong tù và Bản di chúc, chưa thấy có Tuyên ngôn Độc lập. Đây là cả một câu chuyện lớn mà giới lý luận đang phải dày công nghiên cứu thẩm định, để đến một lúc nào đó chúng ta nhất định phải đưa Tuyên ngôn Độc lập của Bác vào hàng quốc bảo. Vì đây là tác phẩm, một án văn chương nó ngang với hồn thiêng sông núi của ông cha ta, từ Hịch Tướng Sĩ, từ Cáo Bình Ngô thời đại phong kiến ấy, để mà lập nước trong thời đại mới, thì chúng ta sẽ góp sức vào công việc đó. Thế rồi ngay cả cái chi tiết này rất cảm động với chúng ta này, các đồng chí này. Bây giờ chúng ta phải hình dung Bác là một con người bằng xương bằng thịt, con người hiện thực như chính chúng ta, có niềm vui nỗi đau như chúng ta, nhưng Bác vĩ đại và cao thượng. Chúng ta không bao giờ thần thánh hóa Bác cả. Chúng ta phải vượt qua cái khuyết điểm trước đây là cái thần thánh hóa Bác. Cho nên rất nhiều câu chuyện sinh động về đời tư, đời riêng của Bác ta cứ lảng tránh không nghiên cứu. Thì bây giờ phải làm sáng tỏ cái điều đó để chúng ta càng yêu thương Bác hơn, thấy rõ đức hy sinh vĩ đại của Bác. Chỉ vì chúng ta mà Bác không có một cuộc sống riêng tư đầy đủ. Xin các đồng chí nhớ một lời phát biểu rất cảm động của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mà khúc sinh thời học trò xuất sắc của Bác, Bác cứ gọi là chú Tô. Tại sao mà các học giả nước ngoài đến Việt Nam nghiên cứu về Bác, họ chỉ đăng ký xin gặp một người, đó là Thủ tướng Phạm Văn Đồng? Vì họ biết Thủ tướng là người ở bên cạnh Bác nhiều chục năm, làm việc bên cạnh Bác, và lại chăm sóc Bác những ngày cuối cùng bên giường bệnh. Cho nên biết được câu chuyện cảm động về Bác cũng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bạn bè nước ngoài của chúng ta bao giờ cũng chỉ hỏi một câu, là Hồ Chí Minh của các ông là một vị thánh hay là một con người? Thủ tướng trả lời như thế nào?
Thủ tướng nói là Hồ Chí Minh của chúng tôi trước hết là một con người, cuối cùng cũng vẫn là một con người. Còn vĩ đại thì như chính các bạn đang ngưỡng mộ, Bác là bậc thánh. Đấy là tầm tư tưởng và đạo đức. Chứ còn con người vẫn là một con người. Những điều ấy bây giờ học tập làm theo Bác, chúng ta phải bắt đầu từ một cái điểm tựa như thế thì mới hiểu chân thực, mới hiểu chính xác, mới hiểu đúng đắn được. Cho nên sẽ có nhiều tư liệu mới ta cần phải nói với nhau, và cũng có nhiều tư liệu đã cũ mà nói đi nói lại không bao giờ là thừa trong tâm trí và xúc cảm của chúng ta. Vì Bác là một con người, có thể nói là cuối cùng lịch sử cũng đã tìm thấy một con người toàn thiện, chân thiện mỹ, con người viết hoa, con người lý tưởng là như vậy. Thì cái phần đầu đấy là chúng ta phải nói với nhau một đôi điều về đó. Để điểm thứ hai là chúng ta nói kỹ về chúng ta nhận thức như thế nào về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân và đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và chúng ta phải làm gì để thực hiện được những điều đó. Và cuối cùng là chúng ta cũng nói thêm về cái bản di chúc. Bản di chúc này chúng ta đã nhiều lần nói với nhau mà vẫn cứ phải nói đi nói lại mãi. Bởi vì càng đọc vào di chúc đấy, nhất là bây giờ sau 50 năm, ta lại càng phát hiện thêm nhiều điều mới lạ. Mới cả trong tư tưởng, mới cả trong văn chương cốt cách của Bác, mới cả trong chủ tính tiên liệu dự báo của Bác về đảng, về đất nước, về dân tộc, về con người chúng ta hiện nay. Cho nên đây là chính là cái cẩm nang của toàn đảng toàn dân để hành động, nhất là trong lúc khó khăn như thế này. Thì đấy là những vấn đề chính mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Bây giờ tôi xin bắt đầu với các đồng chí vào một vài nét cuộc đời sự nghiệp của Bác mà nó có liên quan đến điều như tôi vừa nói, tức là những thông tin mới. Nó có liên quan đến câu chuyện là trong đời Bác 79 mùa xuân, tức là 79 tuổi, Bác lại chủ động làm sinh nhật duy nhất có một lần thôi các đồng chí. Còn từ đó về sau không bao giờ Bác cho làm sinh nhật. Còn chúng ta vẫn tổ chức, đấy là vì chúng ta thiết tha đề nghị Bác. Đề nghị Bác là còn phải tính đến đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế, thì Bác đành nể chúng ta, Bác cho làm thôi. Chứ còn trong tâm tư Bác ấy, Bác kiên quyết từ chối, nhất là cái sinh nhật lần cuối cùng. Vì Bác đã yếu lắm, Bác mất trong một cơn đau tim dữ dội, chúng ta đều biết cả. Cái ngày sinh nhật duy nhất mà Bác làm hóa ra lại là ngày 19 tháng 5 năm 1946. Lúc bấy giờ là thực dân Pháp xâm lược trở lại Việt Nam đã hiện rõ tất cả âm mưu của nó rồi. Khói lửa chiến tranh đã bắt đầu lan từ Hải Phòng đến Hà Nội. Còn Nam Bộ trong này của chúng ta đấy, thì ngay sau tuyên ngôn độc lập là đã cầm súng kháng chiến 23 tháng 9 rồi. Thì tháng 5, 19 tháng 5 năm 46, Bác chủ động tổ chức sinh nhật để biểu dương lực lượng đại đoàn kết của toàn dân, để kẻ thù nó nhìn thấy sức mạnh Việt Nam là thế nào. Có thế thôi, duy nhất chỉ có một lần đó thôi các đồng chí. Còn không bao giờ Bác cho tổ chức sinh nhật nữa đâu. Thậm chí Bác còn nói với đồng chí thư ký Vũ Kỳ của mình ấy, là sắp đến sinh nhật Bác rồi, chú lên kế hoạch cho Bác đi công tác xa càng tốt, để chúng ta không chúc tụng Bác được mà. Thế rồi sau đó thì Trung ương cũng biết được cái phương pháp đó của Bác, thế cho nên là chủ động tổ chức sinh nhật sớm để Bác chưa kịp đi. Thì ngay cả ở nước ngoài cũng vậy, bạn bè muốn làm sinh nhật cho Bác, Bác trả lời là đừng có làm, tôi sang đây với các bạn cốt là để trốn sinh nhật trong nước, chứ đừng làm gì. Các đồng chí có biết đấy là Bác nói với ai không? Bác nói với Thủ tướng Chuân Lai khi Bác sang Quảng Châu chữa bệnh, mà lại đúng cái dịp sinh nhật ấy. Thủ tướng Chuân Lai đề nghị tổ chức sinh nhật trọng thể cho Bác bảo đừng làm,
Tôi sang đây cốt là trốn sinh nhật trong nước. Chỉ cho tôi mấy nén hương, tôi đi thắp miếu Khổng Tử, viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, rồi chữa bệnh, rồi làm thơ, rồi đi dạo, thế thôi. Cả cuộc đời bác, người ta gọi là một đời sống thanh tao là thế thôi. Thế đấy là một chi tiết. Quê ngoại của bác các đồng chí, quê ngoại của bác bấy lâu nay chúng ta vẫn nói là làng Hoàng Trù, mà gọi nôm là làng chùa ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Thì quả thật đấy là quê ngoại của bác, vì bác sinh ra chính trên mảnh đất của làng Hoàng Trù. Nhưng nếu nghiên cứu cặn kẽ tỉ mỉ thì ta mới biết rõ là làng Hoàng Trù chỉ là quê ngoại của bác tính từ đời thứ 11 trở đi thôi. Chứ còn cái gốc tích đầu tiên quê ngoại của bác lại là Khoái Châu, Hưng Yên, cái xã Hồng Tiến hay là Hùng Tiến ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đấy mới đích thực là điểm xuất phát đầu tiên quê ngoại của bác. Cho nên các đồng chí nhớ là bác về Hưng Yên nhiều nhất các đồng chí nhé. Về tới 11 lần tất cả. Ở huyện Khoái Châu bây giờ vẫn còn có bàn thờ của bà mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Và đặc biệt nữa là hàng năm cứ đến sinh nhật bác ấy, thì huyện ủy Khoái Châu và huyện ủy Nam Đàn đều có một cuộc gặp gỡ rất là cảm động. Năm nào cũng như năm nào. Để nối liền hai miền đất, hai không gian khác nhau, đều là quê ngoại thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì những điều ấy chúng ta cũng cần phải biết. Bây giờ tôi đọc nguyên văn để các đồng chí nghe cái tờ tự khai lý lịch của bác, để ta đối chiếu. Bác khai lý lịch trong hoàn cảnh nào? Trong hoàn cảnh lúc bác còn rất trẻ, những năm mà trước khi thành lập đảng đó. Và bác là đại biểu của Đảng Cộng sản Pháp dự Đại hội Quốc tế Cộng sản ở Moscow, tức là thủ đô của Liên Xô, thủ đô của nước Nga, và là quê hương của Lenin. Mà đến dự Đại hội Quốc tế Cộng sản mà lại họp ở Nga, thì một cái thông lệ là đại biểu quốc tế phải nói tiếng Nga. Bác cũng vậy, bác nói tiếng Nga như người Nga. Nhưng mà các đồng chí, chúng ta học bác cả về vấn đề là học ngoại ngữ như thế nào trong điều kiện hiện nay đấy các đồng chí nhé. Nhất là các đồng chí còn trẻ. Bác là sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, cho nên bác là đại biểu của Đảng Cộng sản Pháp đi dự quốc tế cộng sản. Bác lại còn là sáng lập ra Đảng ta nữa. Cho nên nếu mà so sánh về phương diện thẻ đảng đó, thì mỗi chúng ta có một tấm thẻ đảng thôi. Chứ bác của chúng ta là có hai tấm thẻ đảng thôi. Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp do bác là đồng sáng lập, và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam do chính bác sáng lập. Các bạn bè quốc tế cho chúng ta biết một thông tin là bác Hồ biết rất nhiều ngoại ngữ. Bởi vì người ta quan sát thấy là không bao giờ bác dùng phiên dịch, trừ những trường hợp hiếm hoi là đón nguyên thủ quốc gia thì phải dịch tượng trưng để tỏ ý tôn trọng nước họ thôi. Chứ còn vào hội đàm, hội kiến ấy, bác nói trực tiếp hết. Và nói chung ấy, là tiếp nước nào bác nói tiếng nước đó, không bao giờ bác dùng phiên dịch. Đấy là quan sát của các đồng chí Xô Viết ấy. Họ nói chúng ta là bác Hồ biết rất nhiều ngoại ngữ. Thế ta mới hỏi bác là thế bác có kinh nghiệm gì bác mách bảo cho chúng cháu? Bác có nhận là bác biết nhiều đâu. Bác bảo là bác chỉ biết có mấy thứ thôi. Các cháu cứ chịu khó học rồi sẽ có kinh nghiệm. Đấy. Nó có liên quan đến câu chuyện bác tự khai về ngoại ngữ của bác. Cái tờ khai lý lịch tức là trả lời các câu hỏi, điền câu trả lời vào các cái câu hỏi trên cái thẻ của đại biểu thôi mà. Cái câu là họ và tên, bác ghi mỗi một chữ là chữ Lin các đồng chí. Lin là tên của bác ấy. Lin là bí danh của bác thời bác hoạt động ở quốc tế cộng sản, thời bác học ở trường Đại học Quốc tế Lenin. Và sau đó bác còn là nghiên cứu sinh viết luận án tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu các dân tộc thuộc địa Á Phi.
thì bác ghi mỗi một chữ tiếng Nga là Lin, thế thôi. Bác có tất cả 175 cái tên các đồng chí, tên, bút danh và bí danh. Mà gần đây nhất này, ta vẫn còn tìm thấy một cái tên mới của bác rất có ý nghĩa. Ta nhớ là hồi trẻ ở Pháp, ở phương Tây, ở châu Âu, bác dùng là Nguyễn Ái Quốc. Gần đây ta tìm thấy một cái tên mới của bác là Nguyễn Ái Dân. Ái quốc là yêu nước, ái dân là yêu dân. Bác gửi thư cho ngành y tế, các bác sĩ, thầy thuốc, y tá, hộ lý. Bác căn dặn là y đức là hàng đầu, phải chăm sóc thầy bệnh nhân, nhất là bệnh nhân phụ nữ, bà mẹ, trẻ em như người ruột thịt của mình. Bác ký tên dưới bức thư đó, bác không đề là Hồ Chí Minh, cũng không đề là Bác Hồ như mọi khi, bác đề là Nguyễn Ái Dân. Ái dân chính là ái quốc, ái quốc chính là ái dân. Bác là tác giả của cái văn kiện lịch sử là Lời Kêu Gọi Thi Đua Ái Quốc, cách đây hơn 65 năm, năm 1948. Thi đua là yêu nước phải thi đua, ai thi đua là người yêu nước nhất. Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái. Những câu chúng ta thuộc lòng là như vậy. Thì ái quốc, ái dân chính là tên bác. Thì ở lần này bác khai là Lin. Đến cái mục thứ hai là ngày tháng năm sinh. Ngày bác bỏ trống các đồng chí, tháng bác bỏ trống, năm sinh bác ghi một chữ là 1891, chứ không phải 1890 như trong sử sách ghi đâu. Ta cũng hỏi bác về chuyện này, là thưa bác, cái ngày sinh tháng đẻ của bác cụ thể là thế nào? Bác cười, bác bảo bác có nhớ đâu, bác có biết đâu. Bác chỉ biết các cụ già trong quê nói là bác sinh vào mùa sen nở thì bác biết vậy thôi. Thế mà tại sao lại 1890, 1891? Thì cái điều này ta cũng tự hiểu được. Người Việt Nam chúng ta ai cũng có hai tuổi các đồng chí, tuổi âm và tuổi dương, âm lịch và dương lịch. Thì cái sự sân siêu này đi cũng dễ hiểu, bởi vì đều bác sinh ra vào thời điểm đó, và bác đi cũng vào độ tuổi 80, 79 tuổi cũng nằm trong độ tuổi 80 rồi. Chỉ cần bác sống thêm 3 tháng nữa là bác sang tuổi 80 mà bác không đợi được cơ mà. Thì ta nhớ cái ngày sinh gần như thế. Còn 19 tháng 5 như tôi nói, đó là ngày đại đoàn kết, ngày linh hồn của dân tộc. Và bác hóa thân vào ngày đó, và bây giờ lịch sử thừa nhận đấy là ngày sinh của bác. Cái mục thứ ba là trình độ, nghề nghiệp. Nghề nghiệp bác khai cũng rất là giản dị và khiêm nhường, thậm chí cả hồn nhiên nữa. Nếu ta khai là cán bộ, là công chức, có nghề nghiệp gì, có bằng cấp gì, ta ghi cả vào đấy, chức vụ gì ta ghi vào đấy. Nghề nghiệp học, bác ghi mỗi một chữ này làm gì? Làm thuê. Thế thôi, làm thuê. Bác làm đủ mọi nghề để kiếm sống, mà ngay cả lúc bác là đại biểu quốc tế, bác vẫn tiếp tục làm thuê để kiếm sống. Cho nên bác ghi là làm thuê, chính là điều đúng với sự thật thực tế, mà giản dị hồn nhiên như vậy. Đến cái mục là trình độ học vấn. Nếu chúng ta khai là phổ thông, đại học, sau đại học, trên đại học, bác chỉ ghi mỗi chữ tự học, có thế rồi. Phong cách của bác là thế đấy các đồng chí. Đến cái mục là ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ, thì bác khiêm tốn nói là bác chỉ biết vài thứ thôi mà, chứ bác có biết nhiều đâu. Nhưng mà để làm được vài thứ như của bác ấy, thì chúng ta cũng phải thêm một cuộc đời nữa, nhất là các bạn trẻ. Bác ghi này, Hán là tiếng Trung Quốc các đồng chí, mà bác viết đẹp như vẽ tranh, được gọi là thư pháp. Anh, Pháp, Nga, Đức, Ý, rồi bác .. tức là hẳn còn nữa. Đấy. Người ta thống kê là bác viết trên 20 thứ tiếng, không kể tiếng dân tộc thiểu số, thì bác nói chuyện với bà con như người dân tộc thiểu số vậy.
tiếng Thái, tiếng Tây, tiếng Nùng ở Việt Bắc chúng ta đều biết cả. Đây là tiếng nước ngoài. Thì bác biết đến như thế đấy. Nhưng nó có một cái câu chuyện rất là lý thú là thế này. Nhờ giỏi chữ Hán, chữ Hán bác làm thơ, nhật ký trong tù mà các ông chí, hơn 100 bài thơ chữ Hán mà những bài thơ nổi tiếng đi vào lịch sử. Cho nên đảng ta mới chọn là quốc bảo là thế. Chữ Hán bác viết đẹp như vẽ tranh, nhờ giỏi chữ Hán mà bác thoát khỏi cảnh nghèo túng những năm tháng ở châu Âu, ở Pháp, ở Paris. Câu chuyện là thế nào? Ở Paris hồi đó nó có một cái mốt là chuộng đồ cổ, chuộng cái đồ gốm giả Trung Quốc, nhất là từ thời Khang Hy. Thế thì có một nhà tư sản chuyên làm cái nghề đồ gốm giả như thế này, về kích thước này, dung lượng này, mẫu mã này, men này, họ làm được hết. Chỉ còn mỗi cái việc là chép thơ, đóng thơ đường chữ Hán lên bình gốm đấy, thì họ chịu chết không làm được. Đấy. Thế họ mới mách cho người ta bắt là chỉ có một người giỏi lắm, đó là anh Nguyễn ở ngõ hẻm Công Quang. Nguyễn là tức là Nguyễn Ái Quốc đấy. Anh ấy rất giỏi chữ Hán mà viết rất đẹp, đến đây nhờ anh giúp cho thì chắc là được. Thế là nhà tư sản này kỳ cục đến tận nơi để hỏi bác, để mời bác tham gia công việc này. Coi ta gọi nói dân dã, nó gọi như cái phi vụ làm ăn đấy, các làm gì? Làm đồ hoặc hàng nhái cả đấy chứ. Bác biết thơ là đồ giả, đúng không? Họ nói là nếu như anh chép được thơ đường, thơ tống lên cái bình gốm này thì tôi trả lương rất cao cho anh, mà càng đẹp càng tốt, viết đẹp như người Trung Quốc thực sự vậy. Bác biết thừa là đồ hàng giả, bác nhận lời đấy các bạn. Bác nhận lời để tìm một phương tiện mà sinh sống, để rồi để hoạt động thôi. Bác là người xử lý quan hệ, phương tiện và mục tiêu rất giỏi các bạn. Ta học bác cả cái bản lĩnh này này. Bác có chép thơ đường, thơ tống gì như cái đặt hàng của nhà tư sản đâu. Bác toàn lợi dụng để viết khẩu hiệu đấy các bạn. Toàn nội dung là đả đảo đế quốc Pháp, đả đảo thực dân Pháp, đả đảo chủ nghĩa đế quốc, mà vẫn viết giả bằng chữ Hán này, vẫn lên xuống ngang dọc, đẹp như vẽ tranh, hệt như chép thơ đường thơ tống vậy. Nhà tư sản cứ đinh ninh đây là thơ đường thơ tống, trả lương rất cao cho bác. Đến lúc mà bán hàng ra thị trường, cái ông tư sản này suýt chết đấy không chị. Những người biết chữ Hán ấy, họ mới mách nhà cảnh sát, mách chính phủ, suýt vào tù. Thế là đến gặp bác ở ngõ hẻm Công Quang để có ý trách cứ, thì làm sao mà tìm được, bác chuyển chỗ ở từ lâu rồi. Đấy. Ta xem, trong đời hoạt động của bác nó có những chi tiết như vậy, người ta gọi là huyền thoại là thế. Thì đấy là một trong rất nhiều ví dụ chúng ta cũng cần biết để chúng ta học bác cho nó sâu sắc hơn. Điểm thứ hai này nữa này. Điều này trong một thời gian rất dài ta không nói, nhưng bây giờ ta cũng phải nói cặn kẽ để càng thấy cái đức hy sinh vĩ đại của bác, mà nó toát lên tất cả những phẩm chất mà hiện nay chúng ta đang học bác. Chuyện là cuộc sống riêng tư của bác là thế nào? Trong cuộc đời có bao nhiêu người quan tâm đến việc phải có gia đình riêng cho bác, nhưng lại cũng có những người mà không muốn để bác lập gia đình riêng, chỉ bác làm ông thánh thôi. Mà lòng rất thành, rất chân thành, rất yêu thương ngưỡng mộ bác, nhưng mà cứ coi bác là thần thánh, làm cho bác rất khổ. Chuyện mà bác đọc tuyên ngôn độc lập các đồng chí nhé, mùng 2 tháng 9 năm 1945, ngay hôm sau báo chí cách mạng đồng loạt đưa tin là Hồ Chủ tịch, vị cha già của dân tộc. Mà lúc đó bác có 55 tuổi. Đấy, bác phê bình chúng ta đấy. Bác bảo các chú viết thế này là các chú làm khổ bác mất rồi. Ta không hiểu đâu. Ta chỉ nghĩ rằng bác có ý là phê bình là không nghiêm túc về chính trị. Bác là người con ưu tú của dân tộc, chứ bác không phải là cha già dân tộc được. Đấy là chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta nói thế thôi. Cha già dân tộc phải là hùng vương dựng nước hàng nghìn năm lịch sử, kiểu như vậy. Nhưng thật ra bác rất thâm thúy mà ta không hiểu. Đến lúc ta hiểu được thì bác có còn đâu nữa, bác đi rồi. Bác bảo là các chú làm khổ bác rồi, với nghĩa là các chú coi bác là cha già dân tộc, tức
là các chú cấm bác lấy vợ, đúng không? Cha già dân tộc thì lấy ai được các đồng chí, đúng không? Mà ai dám lấy cha già dân tộc được? Ta nói ta cứ hồn nhiên như vậy, ta không nghĩ những chuyện sâu xa của nó. Thế bác phê bình là theo nghĩa đó. Cho nên ta mới biết cái chuyện là Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại sao trước khi mất, trước khi về với bác ấy, có nói với chúng ta là không tìm được bạn đời cho bác là một trong những điều ân hận lớn của tôi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng vậy. Đại tướng cứ đinh ninh là những vị tướng dưới quyền mình khi mình nêu ra thì chắc là sẽ đồng ý. Ai ngờ toàn gặp người phản đối cả, không ai đồng ý cả. Họ cứ dãy nảy cả lên là sao anh lại để bác lấy vợ? Bác nhiều tuổi rồi, không thế được. Bác là của cả dân tộc, không thế được. Của cả dân tộc tức là thần thánh. Ta cứ nghĩ một cách rất là hồn nhiên chân thành như vậy, mà không biết rằng điều đó là sai với các đồng chí. Đến mức mà đại tướng phải nói là các anh nghĩ vậy là sai rồi, các anh phong kiến lắm. Tại sao tôi và các anh thì có vợ con, có gia đình hạnh phúc, bác lại không? Bác cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Vấn đề là như vậy các đồng chí. Và nhiều người khác nữa. Thế rồi sau này khi nghĩ ra thì đã muộn và cũng không còn có cơ hội để thực hiện. Thế là bác sống cả một cuộc đời vì dân, vì nước, không có một chút riêng tư. Trong gia đình bác, các đồng chí cũng nên nhớ là bác là người thọ nhất. Bác còn được 79 tuổi. Mẹ bác chỉ có 33 tuổi đã mất. Bà nội của bác là cụ Hà Thị Hy được có 32 tuổi. Và anh trai của bác, ông cả Khiêm Nguyễn Tất Đạt ấy, được có 62 tuổi. Bố của bác được 67 tuổi. Chị gái của bác được 70 tuổi. Chứ còn bác là 79 tuổi. Dù chúng ta muốn bác ở mãi mãi với chúng ta mà cũng không được. Các đồng chí đều biết mẹ bác mất lúc mà bác còn rất nhỏ, có 10 tuổi đầu ở Huế. Mà vào thời điểm năm hết Tết đến, cái ngày Tết ông Công ông Táo 23 Tết ấy, là ngày mà chính bác nhờ bà con hàng xóm xung quanh ở ngoại ô thành phố Huế ấy, là đưa mẹ ra nghĩa địa. Mà bác 10 tuổi đầu chít khăn tang khóc mẹ giàn giụa trong nước mắt. Mà em nhỏ của bác có 4 tháng tuổi thôi. Em nhỏ của bác là Nguyễn Sinh Nhuận. Nhuận tức là thêm mà. Nhưng mà không có sữa mẹ, cho nên đi xin cơm xin cháo nuôi em, gọi là Nguyễn Sinh Xin. Mà Nguyễn Sinh Xin em út của bác ấy sống được có 4 tháng tuổi đã mất. Mà cũng trong cái dịp mẹ mất đó, nghèo đến mức mà phải xin hàng xóm làm giúp, lấy cái miếng gỗ ở trong cánh cửa đóng chiếc áo quan nhỏ xíu, đựng cái sinh linh 4 tháng tuổi lót trong một tấm áo cũ của bác đem em đi chôn. Mà bác có 10 tuổi đầu, chị không bên cạnh vì chị gái bác là ở trong quê để chăm nom bà ngoại ốm nặng. Ông cả Khiêm anh trai bác thì đi cùng với cha đi công việc, vì cụ là quan giáo dục, mà cụ là quan thanh liêm cương trực trên triều đình Nguyễn, nó đầy đi khắp các nơi xa xôi không có nhà. Còn cái thời điểm mà những người thân yêu trong gia đình bác mất ấy, bác đều vắng mặt cả, duy nhất chỉ có mẹ là bác chứng kiến. Anh trai bác mất vào đúng năm chiến dịch biên giới ấy, năm 1950. Và đặc biệt cha của bác, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ấy, mất vào đúng năm 1930 khi bác thành lập đảng. Mà cụ lại mất ở một vùng đất xa xôi chưa một lần bác tới, là Cao Lãnh, Đồng Tháp. Chị gái của bác thì mất ở quê năm 1954, lúc đang chỉ huy Điện Biên Phủ, bác cũng không hề có thể về quê được. Đấy. Tất cả những người thân của bác trong gia đình là như vậy, và bác của chúng ta là như vậy. Cái chuyện mà chị gái bác ra thăm bác ở Hà Nội, nó có nhiều dị bản khác nhau về câu chuyện này lắm đấy các đồng chí.
Vì Bác rất vĩ đại và thành huyền thoại, chứ có khi một chuyện thôi mà có rất nhiều cách kể, người ta thêm bớt vào nó khác nhau. Bây giờ tôi kể cách chính xác nhất cái câu chuyện này để các đồng chí nghe này. Bà Thanh ấy ra Hà Nội thăm Bác, đi từ Nghệ An ra Hà Nội, mà đường xá thì xa xôi, lúc trước nó không như bây giờ, khó khăn lắm. Ở trong quê đấy, ai cũng đinh ninh người đọc Tuyên ngôn Độc lập, giọng đọc này thì đúng là Tất Thành, không thể khác được, giọng trầm ấm sang sảng. Nhưng mà nhìn ảnh trên báo thì không ai tin được 55 tuổi gì mà già nua hốc hác như vậy. Vì Bác ở núi rừng Việt Bắc, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, ốm nặng chưa dứt cơn sốt, đã về Hà Nội để viết Tuyên ngôn Độc lập. Cho nên Bác mà Bác đọc Tuyên ngôn đó, Bác vẫn chưa dứt cơn sốt đâu các đồng chí nhé. Bác vẫn chưa dứt cơn sốt cơ mà. Các đồng chí có nhớ là Bác dừng lại, Bác nói một câu đi vào lịch sử là: đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Câu này xin các đồng chí phải rất là cẩn thận khi trích dẫn nhé. Đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Ta cứ toàn nói ngược ấy, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Nó đúng với cái thần thái cốt cách của Bác, luôn luôn suốt đời dân là tối thượng. Cán bộ dù là nguyên thủ đi nữa đấy cũng là đầy tớ công bộc của dân thôi. Cốt cách của Bác là như vậy, và bản thân cái sự kiện nó cũng là như vậy. Riêng mọi người cứ bán tín bán nghi là không biết cái người đọc Tuyên ngôn bây giờ là chủ tịch nước Việt Nam mới này có phải Nguyễn Tất Thành không. Giọng thì y hệt như vậy, nhưng mà người thì không phải, già nua quá. Riêng chị gái Bác là người phát hiện ra. Đôi mắt của Bác đã làm gì? Cái ánh mắt của Bác sáng lạ thường, người ta gọi là có ánh sao. Dĩ nhiên đừng vì thế mà chúng ta cứ đồn thổi là mỗi mắt của Bác có hai con ngươi, các đồng chí nhé. Không có chuyện đó đâu. Bởi vì căn cứ vào một cái lời bình của các cụ mà uyên thâm về chữ Hán ấy, họ nói là lưỡng mục trùng đồng đích thị thánh nhân. Lưỡng mục tức là hai con mắt, trùng đồng là có hai con ngươi. Người như thế là bậc thánh. Thì Bác là bậc thánh, nhưng mắt của Bác chỉ có một con ngươi, có điều nó sáng như ánh sao. Nhạc sĩ Phong Nhã viết bài hát cho các em nói là mắt Bác sáng như sao, là như vậy. Nó có liên quan cả chuyện là năm 1946 đấy, Bác là thượng khách của chính phủ Pháp sang Pháp để đàm phán về hòa bình, mà Bác dừng lại để vào thăm nhà của danh họa Picasso, người bạn thân của Bác. Ông rất cảm động, không ngờ Bác chu đáo, vẹn nghĩa vẹn tình như vậy, chuyên vẽ tranh tặng Bác. Mà ông vẽ cho Bác là mỗi một con mắt ông vẽ một ngôi sao. Thế mà tặng Bác, Bác xem xong Bác cuộn tròn bức tranh lại, Bác đưa cho đại tá cận vệ của Bác là ông Vũ Đình Huỳnh lúc bấy giờ giữ. Bác dặn là chú cất đi cho Bác, không phổ biến. Thế mà rồi sau này toàn quốc kháng chiến nổ ra, cơ quan đầu não của Đảng và chính phủ chuyển về núi rừng Việt Bắc, thế rồi là đánh mất cái bức tranh đó của Bác ấy, không còn nữa đâu. Đấy, thì nó có cái sự kiện như thế. Bà Thanh tin rằng đôi mắt này đúng là em trai mình, nên bà ra thăm. Bà ra thăm còn với một mục đích nữa là bà muốn làm một phép thử đối với Bác. Xem Bác có còn nhớ gì những kỷ niệm thời ấu thơ không? 40 năm xa cách rồi, mà bây giờ bố không còn, mẹ không còn. Và lại nữa là duy nhất chỉ có chị Bác là bà Thanh là người lặn lội vào tận Cao Lãnh, Đồng Tháp để chịu tang cha thay cho các em. Thế thì bà Thanh đinh ninh như vậy, chuyên vừa ra thăm em mà vừa còn muốn làm một phép thử, vì bà rất sâu sắc. Bà Thanh không có chồng có con, các đồng chí, kẻ thù nó tra tấn đến mức độ là tuyệt đường sinh nở. Chị gái Bác, ông cả Khiêm cũng vậy, Bác thì một thân một mình như vậy, cả cuộc đời hy sinh hết. Lặn lội ra Hà Nội thăm em mà lại không được gặp Bác ngay, bà cũng buồn lắm.
Cảnh vệ vào báo tin là có chị của bác ra quê ra thăm, bác rất là xúc động. Nhưng bác dặn là bác nhờ chú, tức là chú chiến sĩ cảnh vệ đấy, đưa chị bác về gia đình giáo sư Đặng Khai Mai. Đặng Khai Mai là giáo sư nổi tiếng mà được bác bổ nhiệm là bộ trưởng bộ giáo dục đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đặng Khai Mai là con trai của nhà nho danh tiếng Đặng Nguyên Cẩn, là bạn cùng thời với cụ phó bà Nguyễn Sinh Sắc. Quan hệ thân thiết như vậy, như gia đình. Bác thường hay về đấy, ở cái phố Lý Thái Tổ lúc mà Hà Nội mới độc lập. Đấy. Bác nói là tiếp khách quốc tế xong, bác trả lời phỏng vấn các nhà báo nước ngoài xong, bác sẽ về ngay bên đó để tiếp chị cho nó an toàn, cho nó thuận tiện. Bác cẩn thận lắm, ở đây rất nguy hiểm, không an toàn, nó có thể ám sát, thù trong giặc ngoài như vậy. Và lại nước nhà mới độc lập, bác cũng rất thận trọng, nó lại xuyên tạc chứ các đồng chí. Đất nước vừa độc lập, chị gái chủ tịch đã từ trong quê ra, rồi lại một người làm quan cả họ được nhờ, phiền toái lắm, bác tránh hết những chuyện đó. Bà Thanh thì không hiểu được sự sâu sắc ấy của bác đâu, cho nên là ra thăm em mà chưa được gặp em lại hẹn gặp ở chỗ khác, bà buồn, bà tủi, bà giận bác, dỗi bác. Mà về gia đình giáo sư Đặng Khai Mai, bà lại còn tủi hơn, dỗi hơn. Giáo sư thì đi vắng, ở nhà có mỗi bà vợ tức là phu nhân ấy, là Hồ Thị Toan. Cái bà này thì rất tốt bụng các đồng chí, niềm nở phúc hậu, rất là dễ gần. Nhưng bà có một cái nhược điểm, bà nói nhiều quá các đồng chí, cứ nói suốt ngày. Mà phụ nữ nói nhiều là khổ lắm đấy các đồng chí. Ai lại nói nhiều hay lỡ miệng các đồng chí. Bà ấy nhìn thấy bà Thanh là chị bác từ trong quê ra Tây cầm hai con vịt thế này, bà Thanh mang hai con vịt ra để làm cơm cho em ăn ấy. Và cũng muốn thử bác về cái chuyện này này. Bà Toan bà lại nói ngay một câu này: sao chị không mang đôi gà ra có hơn không? Ngoài Bắc người ta kiêng ăn thịt vịt đầu tháng lắm. Chị bác giận lắm đấy các đồng chí. Bà ấy nói thế này: tôi ra thăm em tôi có gì tôi mang đấy, tôi có đi thăm người quyền cao chức trọng bao giờ đâu. Câu rất là khí khái. Thế là bà Hồ Thị Toan sợ quá, biết là mình lỡ miệng, chắp tay xin lỗi chị tha cho. Em không có bụng dạ nào đâu, em chỉ lỡ miệng thôi. Bây giờ em sẽ chế biến làm nhiều món để trưa nay chị tiếp bác Hồ. Bà Thanh nói luôn: thím muốn làm bao nhiêu món tùy thím, nhưng đợi tôi về đã. Hôm nay thím phải nghe tôi chỉ làm một món duy nhất, luộc cho tôi, bày trên một đĩa cổ to vào. Thế thôi, đang muốn thử bác. Và bà còn dặn là chớ cho tỏi vào nước chấm, cậu Thành không ăn tỏi đâu, làm muối gừng cho cậu ấy chấm thôi. Thương em đến như vậy là cùng cái gì. Vừa mới nói xong thì bà nghe tiếng ô tô về, tiếng quả ô tô. Bà biết là bác về, em trai mình về, bà mừng lắm nhưng vẫn ra vẻ giận dỗi. Bà quay lưng vào trong tường không tiếp. Ta xem bác xử sự thế nào nhỉ? Bác bước vào nhà, bác nói có một câu thôi mà cả chị và em đều khóc. Bác nói là: chị ơi, có lẽ nào mà chị dỗi em nhiều thế. Thế là bà Thanh ôm chầm lấy bác mà khóc. Và hỏi bác một câu là: việc riêng của cậu đến đâu rồi? Đấy. Bác trả lời thế này: em không còn thời gian nữa, và cũng muộn mất rồi. Bây giờ chỉ còn lo cho đồng bào, cho dân, cho nước thôi. 2 triệu người chết đói thê thảm, không cầm lòng được. Quả nhiên là sau khi đọc tuyên ngôn độc lập thì bác phát động phong trào 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa là một bơ gạo, góp gạo cứu dân nghèo. Và tôi xin làm trước tiên, tôi đây tức là bác. Trách nhiệm là thế, gắn với bó với dân là như vậy, lo đời sống cho dân mặc dù đã là chủ tịch nước. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Thế là trong bữa cơm, các đồng chí nhé, trong bữa cơm bà Thanh gắp thức ăn cho bác, thịt vịt định,
mà tay bà cứ run lên như thế này, bà đang hồi hộp xem là phép thử của mình đúng hay sai đấy. Bác biết ngay, bác rất nhạy cảm, bác nói ngay: chị ơi, chị gấp thịt cho em ăn mà em bỗng nhớ bà ngoại quá. Bà ngoại tức là cụ Nguyễn Thị Kép, là vợ của nhà nho Hoàng Xuân Đường, mà bác chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nhà ngoại, từ ông ngoại, bà ngoại, rồi sau này là mẹ bác. Câu chuyện là thế nào? Bác nói là bà ngoại đi đã lâu rồi mà em vẫn còn nợ bà những năm roi chưa trả được chị ạ. Thời nhỏ cũng bị đòn phải không? Tức là một lần nhà ngoại có dỗ, bà ngoại cho anh em bác mỗi người một cái chân vịt luộc. Thế là cứ giằng nhau, ông cả Khiêm hơn bác mấy tuổi, cái tuổi 5 tuổi, 7 tuổi, giằng nhau. Thế là đổ ngã vào cái chồng bát cổ của bà vỡ mấy chiếc. Bà đánh cho mỗi anh em mỗi người 10 roi, ông cả Khiêm là anh chịu đúng 10 roi, còn bác chỉ có 5 roi. Bà nói là bà cho cháu nợ 5 roi này, nếu ngoan thì bà tha, mà hư thì bà đánh tiếp. Cụ Nguyễn Thị Kép. Tại sao bà lại thương bác như vậy? Vì mẹ bác tham công tiếc việc, đến ngày sinh nở vẫn có ngoài đồng ruộng, lúc chạy về thì để rơi bác ngay ở trên mảnh vườn làng Hoàng Trù. Cái quê ngoại thứ hai của bác là đấy, bác sinh ra ở đấy mà không có một giọt sữa nào. Khi sinh con ra, bà ngoại phải mớm cơm nuôi bác từ thủa lọt lòng. Ở quê là như vậy. Rồi sau này chính bác cũng làm điều đó với em trai út của mình mà có 4 tháng tuổi đã mất. Bà thanh khóc, giàn giụa và hởi lòng hởi dạ vì biết rằng phép thử như vậy là xong. Ý bà là một người mà sâu sắc vẹn toàn như vậy, không quên một chi tiết nào, thì bây giờ đứng ra giúp dân giúp nước hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy, câu chuyện là như vậy các đồng chí. Còn cái chuyện mà bác phê bình vị trưởng đoàn thể dục thể thao Việt Nam ở Indonesia này là một bài học sinh động về tính trung thực, mà cả phương pháp ứng xử rất tinh tế của bác này, mà nó có liên quan cả chuyện riêng tư của bác này. Tức là bác có một người anh em kết nghĩa ở tầm tổng thống cơ nhé, Indonesia đấy, ông Sukarno, nghĩa là mời bác sang thăm, trao tặng bác bằng tiến sĩ danh dự vì rất khâm phục tài năng của bác, rồi lại xin kết nghĩa anh em. Ai cũng tưởng đấy là một cử chỉ ngoại giao chính trị, nhưng bác đối xử rất chân tình và chu đáo. Thế là hôm năm đó Indonesia lại tổ chức đăng cai Thế vận hội thể dục thể thao, Việt Nam cử một đoàn sang thi đấu theo lời mời của nước bạn. Chúng ta cử ông Nguyễn Thiện Luân, Nguyễn Vũ Luân là chuyên gia rất giỏi về thể thao làm trưởng đoàn, đến chào bác trước khi đi. Bác bảo chú nhớ lãnh đạo đoàn thật tốt, mang thật nhiều huy chương phần thưởng về cho đất nước. Riêng chú, bác giao cho chú làm sứ giả của bác, mang thư, mang quà của bác sang cho vợ chồng tổng thống, bây giờ là anh em kết nghĩa của bác rồi. Thế không ạ? Và ông tổng thống nhận thư, nhận quà của bác rất cảm động. Ông giao cho Việt Nam một cái đặc ân, đó là được ở ngay trong dinh thự của ông. Ông ấy đích thân đưa đi thăm triển lãm, đi chơi, đi thăm các khu nhà triển lãm, rồi phòng tranh cổ. Ông ấy chỉ tay vào tất cả các cái đồ vật quý. Ông bảo vị trưởng đoàn nhà mình là: ngài thích thứ gì xin ngài cứ tự nhiên, tôi biếu ngài làm kỷ niệm. Ngài sang đây mang thư mang quà của anh tôi rất cảm động. Ông trưởng đoàn nhà mình thì thật thà lắm, không hiểu cái tinh tế này. Ý là người ta tặng để mang về tặng bác thôi. Ông không hiểu, ông cứ tưởng tặng riêng cho ông toàn từ chối, ông không lấy cái gì cả. Ông bảo tôi không hiểu về nghệ thuật, cho nên chỉ xin tổng thống một bức tranh nhỏ làm kỷ niệm là được rồi. Thế mà ông ấy làm ngay, nhưng vẫn cứ băn khoăn là không có gì để mang về biếu bác. Ông ấy dẫn đến cái phòng trưng bày đồ gốm cổ, ông ấy chỉ cái bình gốm màu hồng đẹp nhất, to nhất, quý nhất ấy. Ông bảo ngài có thích không, tôi biếu ngài. Ông này lại lắc đầu.
xin lỗi tổng thống, tôi không am hiểu về nghệ thuật đồ gốm, thế là không lấy. Về kể cho bác nghe, bác phê bình đi. Hôm tiễn đưa về nước, ông ấy cho mang một bức tranh gỗ điêu khắc kỳ công lắm để tặng, cũng lại từ chối nốt, không lấy. Trong khi đó thì trưởng đoàn Maroc họ rất hiểu giá trị của bức tranh này, mà Maroc được thưởng mỗi một cái mâm đồng thôi, thế là mang sang để đổi. Mà ông này nghe bùi tai đổi luôn, không chị, ngài mang về cho nó gọn này, cái này nó cồng cành lắm, mà nước ngài nắng như thế này về nó nẻ, nó nứt hết đấy. Ông nghe bùi tai ông đổi luôn, không chị. Về kể cho bác nghe, bác càng phê bình. Ngay cả chuyện hỏi về chuyện gia riêng tư là thế anh tôi đã có vợ chưa, vợ chồng tổng thống hỏi, bảo thưa đến giờ này bác Hồ của chúng tôi chưa lập gia đình. Ông bảo là nếu các chú không lo được vợ cho anh tôi thì để vợ chồng tôi lo vậy. Bác phải như thế nào mà bạn bè quốc tế họ mới yêu quý ngưỡng mộ như thế chứ. Bà phu nhân tổng thống lại còn nói là tôi sẽ đích thân tìm một cô gái trẻ đẹp để giới thiệu với bác. Vị trưởng đoàn nhà mình không biết làm thế nào, chỉ cảm ơn ghi nhận tấm lòng của tổng thống để về báo cáo với bác và bác sẽ tự quyết định. Thế bây giờ về báo cáo với bác này, kể hết cho bác nghe đầu đuôi cái chuyến đi công tác đó, bác phê bình. Phê bình thứ nhất này, chú từ chối cái lọ gốm thì chú dốt thật. Đấy là đồ giá trị nhất đấy chú ạ, mà đắt nhất đấy, trong phòng của nhà tổng thống. Hồi bác sang bác trông thấy rồi. Thế mà còn chú không lấy cái bức tranh mà chú tả nó chỉ là khúc gỗ thôi thì chú dốt thật mất rồi. Trung thực là thế đấy các anh chị, phải nói thật, không có tâng bốc tán dương theo cái kiểu khéo léo giả tạo. Bác nói thật, nói thật mà bằng cả tấm lòng, chứ không có ai giận cả, chỉ buồn thôi. Ông trưởng đoàn này mình buồn lắm vì bác phê bình mà. Bác mới giải thích này này, chú đừng có giận bác. Bác nói vậy cốt là để cho chú tốt hơn, giỏi hơn thôi, mà bác tin là nhất định chú sẽ là người tốt và người giỏi. Thế là bác động viên ấy. Bác rất là tinh tế trong phê bình, bác gọi là thấu lý đạt tình là thế mà. Đang buồn như vậy bây giờ được bác khen lại vui ngay. Ông trưởng đoàn Nguyễn Vũ Luân, bác giải thích thêm, bác phê bình chú vậy thôi, chứ thật ra là bác rất hài lòng về chuyến công tác của chú. Chú không mang cái đồ gốm về chứng tỏ là chú không tham. Nhà người ta có một cái đồ đó là đắt nhất thôi mà. Ông này thì có biết giá trị của nó đâu, nhưng được bác khen sướng quá, cứ gật đầu lia lịa cả. Còn cái chuyện bác giải thích là chú nhớ là cái mâm đồng của chú nó đơn giản lắm, chỉ cần một cái khuôn thôi, dập một phát ấy, nó ra hàng loạt cái mâm đồng kiểu đại trà mà. Còn cái tác phẩm đồ gỗ này mới là có một không hai, kết tinh bao nhiêu tài năng công sức của nghệ sĩ mới có được. Chú phải học thêm văn hóa vào, chứ học vẫn không đủ đâu. Nghề nghiệp chuyên môn giỏi là quý nhưng không đủ đâu, phải học thêm văn hóa vào mới thấu hiểu được giá trị của cuộc sống, của con người, của cuộc đời. Câu này bác dặn chung cho tất cả chúng ta đấy, không riêng ông trưởng đoàn chuyên gia thể thao đâu đấy. Cho nên đúng như đại văn hào Pháp Victor Hugo đấy, đánh giá vĩ nhân, ông nói một câu rất hay là trước một trí tuệ uyên bác thì tôi cúi đầu bái phục, trước một nhân cách cao cả thì tôi quỳ gối tôn thờ. Là như vậy, bác có cả trí tuệ uyên bác, có cả nhân cách cao cả như vậy. Bác dặn là học vẫn không đủ đâu, phải học thêm văn hóa mà. Chỗ này chúng ta cũng cần phải nhận thức lại, nhất là khi đảng ta đã có một nghị quyết gần đây rất quan trọng về vấn đề văn hóa. Học vẫn là tiền đề của văn hóa, chứ không phải là văn hóa. Văn hóa là cái gì rộng hơn, sâu hơn và cao hơn rất nhiều so với học vấn. Thì chúng ta lưu ý là lời bác dạy như vậy là đúng với tất cả mọi người. Bác hỏi tiếp ông trưởng đoàn là thế còn việc vợ chồng tổng thống cứ giục bác lấy vợ thì chú trả lời người ta thế nào? Ông này trả lời rất là thật thà, rất cũng rất trung thực, trung thực từ đáy lòng này. Ông nói là thưa bác, cháu nghĩ là nhà bác neo người quá. Bác có ai đâu mà nhà cửa gì các đồng chí, có một thân một mình thôi.
cái nhà sàn bác ở, nếu nói đúng nghĩa của thời đại đấy, là một thứ nhà công vụ cho bác. Còn bây giờ đã là di sản quốc gia, thành bảo tàng. Bác nhà bác neo người quá, bác cũng nên lấy vợ đi không muộn mất. Mà vợ chồng tổng thống tốt thế nên cháu cũng đồng ý. Đấy. Vì bác hỏi là trước khi trả lời bác cần tham khảo ý kiến chú đã mà, thì chú đồng ý là như thế. Bác nói ngay, thế hóa ra chú đồng ý cho bác lấy vợ người nước ngoài. Bác rất là tinh tế và rất là nhanh trí là như vậy. Bác giải thích lý do vì sao bác không lấy vợ, không lập gia đình riêng, mà điều này bây giờ chúng ta mới tìm hiểu cặn kẽ được. Bác nói là bác không có bụng dạ nào hưởng niềm vui riêng cả. Đấy. Miền Nam ngày nào cũng đầu rơi máu chảy, cái thời kỳ đó dữ dội lắm các chị, những năm 1960, 63, 65. Đấy. Bác không có lòng dạ nào hưởng niềm vui riêng khi đồng bào miền Nam còn đang vất vả hy sinh như vậy. Bác không lấy vợ sẽ có lợi cho cách mạng hơn, có lợi cho phong trào cách mạng miền Nam hơn. Đấy là lý do đích thực mà chúng ta hiểu vì sao bác hy sinh. Và nó cũng giống cái điều mà bác luôn luôn nói, miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Và tại sao lúc hôn mê mà không ăn uống gì, lúc lâm chung xa đi, bác lại bảo cho bác một ngụm nước dừa là gì? Và tại sao bác từ chối huân chương các đồng chí? Câu chuyện bác từ chối huân chương đến bây giờ ta biết được thêm rất nhiều điều cặn kẽ. Trong khi chúng ta có thể có rất nhiều huân chương huy chương, nhưng tuyệt nhiên trên ngực áo bác không có một tấm huân chương nào. Huân chương sao vàng tặng cho bác là huân chương cao nhất của nước ta, ở Quốc hội tôn vinh bác. Bác bảo thế nào? Bác bảo là bác cảm ơn Quốc hội. Nhưng theo bác, tấm huân chương này chỉ nên tặng cho một người thôi. Bác nói ngay, người đó chính là bác Tôn. Bác Tôn Đức Thắng của chúng ta ở An Giang ấy không chứ? Sau khi bác mất là chủ tịch nước thay bác. Đặc biệt nữa, bác tự đánh giá là bác chưa nhận huân chương vì bác chịu trách nhiệm về miền Nam. Chưa giải phóng được miền Nam, chưa thống nhất đất nước, bác cảm thấy như mình chưa làm tròn trách nhiệm. Và bác tự đánh giá bác chưa xứng đáng. Đấy là phẩm chất vô cùng vĩ đại của đức khiêm nhường. Vĩ đại như bác mà bác nói là bác chưa xứng đáng. Bác dẫn ra một câu rất cảm động là bác mới chỉ đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Cái câu thành ngữ ta vẫn nói là đi đến nơi thì về đến chốn mà. Bác tự đánh giá là bác mới chỉ đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Đi đến nơi là đã thấy được con đường cách mạng, đã lập đảng lập nước, đã làm nên sự nghiệp giải phóng được nửa đất nước. Nhưng miền Nam chưa được giải phóng, đất nước chưa thống nhất. Bác cũng chưa kịp về lại miền Nam, nơi có Huế, nơi có bến cảng Nhà Rồng, nơi có Cao Lãnh Đồng Tháp, và nhất là còn có một địa chỉ thiêng liêng, nơi có Dục Thanh Phan Thiết, nơi mà bác đã từng dạy học một thời gian ngắn trước khi ra đi. Ta cũng đang làm cải cách giáo dục. Giáo dục là lĩnh vực phải học và làm theo bác nhiều lắm, vì bác cũng là một nhà giáo. Đời bác cũng đã có thời kỳ dạy học. Và ta mới kinh ngạc ở cái điều này này. Bác chỉ dạy mỗi môn thể dục thôi các đồng chí nhé. Ở trường Dục Thanh Phan Thiết ý, bác chỉ dạy môn thể dục thôi. Nhưng mà nhờ bác ở nước ngoài 30 năm, nhờ bác thâu thái tất cả hai nền văn hóa Đông Tây, cho nên bác nói về giáo dục thấm thía vô cùng các vị. Và bây giờ ta hiểu, đấy chính là những cái chỉ dẫn mang tính thông điệp của bác về giáo dục, mà những đồng chí nào công tác trong ngành giáo dục thì càng phải chú ý này. Vì giáo dục của chúng ta đang rất nhiều chuyện ngổn ngang bê bối. Đấy. Ai ngờ đâu bác nói mỗi cấp chỉ một câu thôi các đồng chí. Trong khi ta thì đề án này đề án khác, tràng giang đại hải nó có đi đến đâu đâu. Càng làm càng rối thêm.
cái cuộc cải cách gần đây này mà bây giờ còn đang ngổn ngang lắm. Ta học lại bác, mỗi cấp bác nói một câu thôi. Bác nói là dạy mẫu giáo, ta gọi là bây giờ là tuổi thơ mầm non đấy, dạy mẫu giáo cốt nhất là giữ mãi tuổi hồn nhiên cho các cháu. Thế thôi. Dạy tiểu học cốt nhất là dạy các đức tính để làm người. Trên bác để lại 5 điều bác dạy thiếu nhi. Dạy đạo đức để làm người. Dạy trung học cốt nhất là dạy kiến thức cơ bản. Học xong có thể đi làm thợ được ngay rồi tiếp tục học lên. Cũng một câu thôi. Bác chủ trương đi làm thợ chứ không phải đi làm thầy các đồng chí nhé. Ta bao nhiêu lâu nay là tạo ra một cái cơ cấu rất là sai lầm. Nhiều thầy ít thợ. Đúng. Nhiều người nói ít người làm, càng ít người giỏi thì làm gì mà chả nghèo khổ các đồng chí. Bác bảo được, đi làm thợ được ngay rồi tiếp tục học lên. Tức là học theo kiểu tự học, học suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Mỗi cấp chỉ một câu thôi các đồng chí. Đại học này, bác hiểu rõ những nền văn minh tiên tiến, những đại học danh tiếng của thế giới suốt 30 năm bác ở nước ngoài. Cho nên bác nói đại học cũng một câu thôi. Bác nói là dạy đại học là để đào tạo chuyên gia, nên phải dạy theo phong cách nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Đấy, thì đấy có phải là mỗi cấp chỉ một câu mà nó sáng láng như vậy? Đấy chính là điểm tựa về mặt cải cách giáo dục, xét về mặt triết lý hiện nay đấy các bạn. Mà ta đang rất lúng túng ở chỗ này. Đặc biệt nữa này, sau tuyên ngôn độc lập, bề bộn trăm nghìn công việc như vậy mà bác lại có thư cho công dân Việt Nam. Mà công dân này bác chọn loại công dân đặc biệt, tức là thiếu niên, nhi đồng, thanh niên, học sinh, nhân ngày khai giảng năm học mới. Trong bức thư này có một câu rất quan trọng mà bây giờ được coi là triết lý của giáo dục. Chỉ tiếc là ngành giáo dục chúng ta chưa bao giờ tiếp cận đến cả. Bác nói là non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai được cùng các cường quốc năm châu hay không? Một phần lớn là nhờ công học tập của các cháu. Bác còn nói thế này như này: nền giáo dục thực dân là một nền giáo dục ngu dân, đã ly vào quá khứ. Nền giáo dục cách mạng, nền giáo dục dân chủ sẽ là một nền giáo dục mới các em đang được thừa hưởng năm học đầu tiên. Và đây là nền giáo dục sẽ nhằm phát triển toàn diện các năng lực sẵn có của các em. Đấy, mục tiêu căn bản sâu xa nhất của giáo dục là phát triển toàn diện các năng lực sẵn có của các em. Mà trong nghị quyết đảng nói là dạy chữ, đúng không? Dạy nghề để dạy người. Dạy người mới là cái mục tiêu, rèn người mới là mục tiêu, chữ và nghề chỉ là phương tiện mà thôi. Thì đây chính là điều tinh túy nhất về tư duy giáo dục Hồ Chí Minh. Mà như thế đấy, cũng chính là một tư duy khoa học trung thực, mà cũng là để phục vụ nhân dân, cũng là để xây dựng cho được một chế độ văn minh hiện đại. Mà đấy là cái đích của cách mạng. Cho nên có thể nói bao nhiêu điều vĩ đại như thế ở Hồ Chí Minh. Xin các đồng chí lưu ý là đời bác có sự kiện bước ngoặt, và nó thường cứ rơi vào 10 năm hoặc 20 năm. Ví dụ này, từ lúc bác viết bản án chế độ thực dân năm 1925 đến khi viết tuyên ngôn độc lập năm 1945 là 20 năm. Từ lúc viết tuyên ngôn độc lập cho đến lúc viết di chúc cũng là 20 năm, 45-65. Từ lúc viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 46 đến lời kêu gọi cả nước chống Mỹ không có gì quý hơn độc lập tự do cũng 20 năm, 46 và 66. Cứ như vậy. Cho nên đời bác gắn liền với bước ngoặt của cách mạng, của sự nghiệp của dân tộc. Và theo lẽ đó mà chúng ta lần tìm hiểu thêm trong cuộc đời bác, tư tưởng, sự nghiệp, đạo đức, tác phong của bác nói lên những điều gì.
thì có thể nói là đức tính trung thực của Bác ấy thể hiện không chỉ bằng tư duy đâu, bằng lý trí đâu, mà sâu xa là từ trái tim này. Có mấy chuyện rất cảm động. Các đồng chí biết là năm 1945 thì chúng ta độc lập, năm 46 lại toàn quốc kháng chiến. Mà trong kháng chiến thì những người có công với nước là rất nhiều, và những gia đình thương binh liệt sĩ cũng rất nhiều. Ta có ngờ đâu Bác có thư gửi cho tận làng xóm các đồng chí nhé, cho chính quyền ở xã đấy. Bác giải quyết một công việc này này: Bác xin nhận tất cả con cái liệt sĩ là con nuôi của Bác. Các đồng chí về cố tìm đọc cái bức thư này vào thời điểm năm 46-47. Bác viết thế này này: để ghi nhớ tỏ lòng biết ơn công lao của các liệt sĩ đã có công với nước, đã hy sinh vẻ vang vì nền độc lập tự do, cho nên từ nay trở đi tôi sẽ nhận tất cả con em liệt sĩ, con liệt sĩ là con nuôi của tôi. Bác đề nghị là vậy các chính quyền ở các làng, các xã lập ngay tờ báo cáo gửi về huyện, huyện kiểm tra lại, đúng thì đóng dấu vào và gửi ngay về văn phòng chính phủ cho tôi. Đấy, Bác thực hiện như vậy. Tất cả con liệt sĩ Bác nhận là con nuôi. Không chỉ là một cái lời ghi nhận tinh thần đâu, Bác chỉ đạo rất chu đáo cái chuyện chăm nom, săn sóc, dạy dỗ thế nào để cho các cháu thành tài. Là một, lương tháng của Bác hồi ở kháng chiến ấy, ta vẫn tiêu tiền tài chính mà chỉ có 45.000, dù là lương của chủ tịch nước ấy, Bác gửi toàn bộ cho Bộ trưởng Bộ Thương binh Cứu tế Xã hội là bác sĩ Vũ Đình Tùng để nhờ góp vào làm quà cho thương bệnh binh nhân ngày 27 tháng 7. Là như vậy, năm nào cũng như năm nào, những quà Bác nhận được khắp các nơi, dù chỉ là cái khăn tay, dù chỉ là chiếc khăn quàng cho ấm tránh giống rét, đến bộ quần áo, đến cả lương tháng Bác gửi tặng lại hết cho liệt sĩ. Cái chuyện mà chủ tịch nước đứng đầu chính phủ mà phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời lại phát động phong trào 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa là một bơ gạo, góp gạo cứu dân nghèo, thì trên thế giới này chỉ có chính phủ của Hồ Chí Minh thương dân vì dân đến như vậy. Và như thế là trung thực, là gắn bó, là trách nhiệm với nhân dân. Đặc biệt nữa, tính trung thực của Hồ Chí Minh mà Bác dạy chúng ta là có rất nhiều hàm nghĩa. Trung thực với mình, trung thực với việc và trung thực với con người, với tổ chức. Đảng ta chọn cái chủ đề này vào thời điểm này vì báo chí gần đây phanh phui rất nhiều chuyện không vui, thậm chí là đau lòng xung quanh cái tính không trung thực của cán bộ lãnh đạo quản lý chúng ta, mà ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh uy tín của Đảng, lại tiếp tục làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Đấy, ngay cái chuyện nóng bỏng nhất gần đây này, một nữ đại biểu Quốc hội của Hà Nội bị bắt giam, bị tước quyền đại biểu bắt giam vì mắc tội lừa đảo. Ta đều biết cả gì này. Thì bây giờ cái học Bác cái tính trung thực này là sôi động nhất, là bức xúc và thời sự nhất trong lúc này. Và nó phải thể hiện thành hành động, thành lối sống, thành ứng xử, thành trách nhiệm với dân. Thì Bác có bao nhiêu điều quan trọng như vậy đáng phải học. Cái trung thực này là trung thực trong cả khen chê các đồng chí, khen và chê, đánh giá cán bộ. Trung thực này là trung thực trong cả tự phê bình và phê bình. Bác bao giờ cũng đề tự phê bình lên trên rồi mới phê bình. Còn ta thì nhiều khi cũng cứ quen miệng, ta cứ phê bình và tự phê bình. Chứ Bác là tự phê bình và phê bình, phải tự xem xét mình trước. Mà đòi hỏi đầu tiên là đức tính trung thực. Một cái điểm nữa là tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân và đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thì bao giờ cũng thể hiện trong những công việc cụ thể hàng ngày,
theo phương châm là nói ít, làm nhiều, chủ yếu là hành động. Đã nói là làm, đã nói là làm. Bác còn nói rõ thêm là phải nghĩ cho nó kỹ, có làm được thì hắn nói. Để tránh cái tình trạng hứa suông đấy các đồng chí. Bác nói là phải nghĩ cho nó kỹ, có làm được thì hãy nói, và đã nói thì phải làm, để giữ chữ tín. Đấy. Cho nên trong cái đạo đức cần kiệm liêm chính ấy, nó toát lên cả sự trung thực, cả trách nhiệm, cả nêu gương, cả sự gương mẫu, mà bác gọi là một tấm gương tốt còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn là thế. Hay là bác dạy đạo làm tướng trong quân đội đấy, nhân, trí, dũng, liêm, trung, thì bao giờ cũng có chữ tín. Tín tức là giữ đức tin, giữ lòng tin, giữ niềm tin. Chữ tín là thế này. Nhất là hiện nay cái chữ này cũng rất cần trong điều kiện chúng ta đẩy mạnh kinh tế thị trường. Giữ chữ tín, giữ được niềm tin, đức tin trong dân, trong đảng. Và nội dung đức tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân, đoàn kết để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh lúc này, thì chúng ta lưu ý đến là bác là người đứng đầu đảng và nhà nước trong nhiều chục năm. Riêng chủ tịch nước là suốt từ hồi cách mạng tháng 8 thành công đến khi bác qua đời là 24 năm. Và trong đảng thì bác đã từng làm chủ tịch đảng từ đại hội 2 năm 51 ở Việt Bắc cho đến khi qua đời. Đấy. Thì ta mới càng thấy một điều là bác thực hành nhất quán, không bao giờ có một cái điều gì mà không nhất quán cả. Các đồng chí đều biết rằng là những năm tháng cuối đời bác ấy, bác lo nghĩ dằn vặt rất nhiều xung quanh câu chuyện mất đoàn kết đấy các đồng chí. Và muốn chữa được cái bệnh mất đoàn kết này đấy, để củng cố đoàn kết đấy, thì chúng ta lưu ý đến cái gọi là cái tấm lòng của bác, cái tâm của bác và cái trách nhiệm của bác trong việc giải quyết vấn đề này. Cảm động nhất là câu trò chuyện của bác với người thư ký Vũ Kỳ. Bác thấy tình hình mất đoàn kết diễn ra mà không phải ở cấp thấp đâu, kể cả cấp cao. Bác lo lắng lắm chứ. Bác gọi ông Vũ Kỳ ra, bác hỏi một câu thế này. Ông Vũ Kỳ gần như là người liên lạc giữa bác với Trung ương đấy, truyền đạt chỉ thị của bác. Bác bảo là chú có hiểu vì sao ông bà ta ngày rằm mùng 1 hay lên chùa thắp hương không? Để các Đức Phật xá tội cho. Người xưa còn như vậy thì bây giờ chúng ta cũng phải làm như vậy. Và bác bảo cái này này, chú nhớ dặn nhà bếp, tức là văn phòng này, hàng tháng vào ngày thứ 7 tuần cuối tháng. Bây giờ ta gọi nó như các thứ cơ chế các vị. Thứ 7 tuần cuối tháng nhớ bảo nhà bếp làm bánh ngọt cho bác. Bác dặn là nhớ làm hai loại, một loại để ăn ngay và một loại để các chú đem về làm quà cho các cô các cháu. Bác rất chu đáo. Bác sẽ chủ trì những phiên làm việc đó, không gọi là họp, họp nó nặng nề quá. Bác họ mời các chú đến đây, các chú đều là toàn những nhà lãnh đạo cấp cao cả. Ngồi uống nước, ăn bánh, nói chuyện với bác. Có điều gì không phải, không bằng lòng nhau, nói hết trước mặt bác đây, rồi cùng nhau giải quyết. Tuyệt đối không được để những chuyện riêng tư làm tổn thương đến đoàn kết của đảng, làm ảnh hưởng đến phong trào, đến sự nghiệp. Như thế có lỗi, và lỗi lớn. Bác nói như vậy, bác xử sự như thế đấy các đồng chí. Thế là vì ai? Vì dân. Vì dân là tối thượng. Vì sự nghiệp cách mạng. Và vì cái gì? Vì đảm bảo trung thực. Trung thực là phẩm chất cao nhất của đạo đức. Và ở đời đấy, trung thực để nói và làm đi đôi với nhau đấy, xét ra cũng là chỗ thử thách khó nhất trong đời người. Nhưng cái chủ đề năm nay là rất hệ trọng và thiêng liêng là thế. Lại có lần mà tự nhiên bác lại hỏi ông Vũ Kỳ một câu. Ông Vũ Kỳ được coi là tiểu đồng của bác, ở với bác suốt 24 năm rồi. Từ tân trào Việt Bắc đến khi bác mất, ở liên tục làm thư ký cho bác, được bác tin cậy giao cho giữ bản di chúc này đấy các đồng chí.
đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn được mời đến ký chữ ký Lê Duẩn, mà bác viết trước này, bác viết trước bằng bút bút của bác này, chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Lê Duẩn được mời đến ký chữ ký vào đây. Bên này là chữ ký của bác. Còn nội dung bản di chúc như thế nào, người biết rõ nhất chính là đồng chí Vũ Kỳ. Bác dặn là chú nhớ giữ bí mật cho bác. Chỉ khi nào bác đi rồi, chú hãy nói với Trung ương, bác có bức thư để lại đấy. Bác không coi là di chúc. Chúng ta gọi là di chúc cho nó trang trọng, chứ bác chỉ coi là mấy lời để lại, bức thư để lại. Và bác dặn đồng chí Vũ Kỳ là chỉ khi nào bác đi rồi, chú hãy nói với Trung ương, để sợ tránh cái sự sao động trong dân chúng, trong dân tình. Là như vậy. Ngay cả khi bác ốm nặng mà chúng ta điều về rất nhiều bác sĩ, thầy thuốc trẻ để chăm sóc bác ấy, mà bác dặn đồng chí Vũ Kỳ là đừng để các cháu, đúng không? Các cháu còn ít tuổi, thiếu kinh nghiệm, chú đừng làm phiền các cháu. Ý bác là sợ các cháu không biết kinh nghiệm, nhỡ nói ra ngoài bác ốm nặng thì dân tình lo lắng. Giữ bí mật là thế. Tất cả mọi việc làm, nhất cử nhất động chỉ vì dân. Thế thì cái việc mà bác gọi ông Vũ Kỳ cho bác hỏi, bác hỏi ý bác là đồng chí phải tự phê bình, đúng không? Bác gợi ý cho chúng ta là phải tự phê bình và phê bình bác nữa. Đừng nể bác mà không nói. Bác hỏi là chú Kỳ, chú ở với bác lâu như thế, chú thấy bác thế nào? Ông Vũ Kỳ rất là áy náy, không biết là mình có điều gì sơ suất mà bác lại hỏi như vậy. Không phải, ý bác là phải phê bình bác, chứ đừng có nể bác mà các chú không chịu nói, cứ im lặng. Bác đứng ở đỉnh cao nhất, bác hạ thấp mình xuống để vừa tầm với chúng ta, để bác gợi ý chúng ta phê bình bác. Bác bảo là chú có biết không, người xưa họ rất chú trọng rèn luyện về đạo đức. Bác dẫn ra câu nói của người xưa ở bậc hiền triết ấy, là nhất nhật tam tỉnh ngô thân. Nhất nhật tức là một ngày, tam tỉnh tức là ba lần tự phê bình, thức tỉnh. Ngô thân là giác ngộ về chính mình. Nếu là một việc tốt, bỏ hạt đỗ trắng và đỗ đỏ vào một cái lọ nhỏ. Làm một việc xấu, bất minh, mờ ám ngược lại, thì bỏ hạt đỗ đen, đỗ xám vào một lọ khác, rồi tự mình xem mình tốt nhiều hay xấu nhiều để mà sửa đi. Người xưa còn như vậy, huống hồ người nay là người cách mạng, càng phải có dũng khí tự phê bình và phê bình, để chữa cái hư, cái xấu, là trau dồi cái tốt, cái đẹp, để làm lợi cho dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Sâu xa là như thế. Ông Vũ Kỳ thì lại hồn nhiên quá, bác hỏi như vậy thì lại không trả lời, lại quay ra hỏi bác. Câu hỏi cũng rất trung thực, rất thật lòng, mà bác trả lời cũng rất trung thực và thật lòng bác. Hỏi bác là: thưa bác, cháu ở với bác bao nhiêu lâu mà sao mãi cháu không học được bác? Thế bác bảo chú chưa học bác được điều gì. Ông Vũ Kỳ kể cho bác nghe là bác không bao giờ nặng lời với ai, bác không bao giờ mắng mỏ ai, ngay cả với cháu khi cháu có lỗi, bác chỉ nghiêm thôi. Vậy mà sao cháu hay nóng nảy vậy? Cháu cứ hay quát tháo, giận dỗi, mắng mỏ anh em, biết là sai, là xấu, mà sao mãi không sửa được? Hay nó là cá tính hả bác? Cá tính tức là một cái thuộc tính tâm lý, nó ổn định, bền vững, rất khó sửa. Nó như thói quen ấy, không sửa được. Trừ khi là người có bản lĩnh, biết kiềm chế. Mà ta cũng học bác cái bản lĩnh này. Bác có bản lĩnh này rất là nổi bật. Bác nghe xong bác nói câu này, ông Vũ Kỳ giật mình. Ý bác là không phải là thuộc tính tâm lý gì đâu, không phải cá tính gì đâu. Tại sao với người này thì chú cáu mà người khác chú không cáu? Ý bác là như vậy. Bác bảo là chú ở với bác lâu bao nhiêu thì cũng giống như bác ở với chú lâu bấy nhiêu. Hai bác cháu cùng ở với nhau mấy chục năm cơ mà. Mà tối nào ông Vũ Kỳ chả vào phòng bác để tắt đèn cho bác,
ngủ ngon giấc vặn nhỏ cái đài ở đầu giường bác rồi mới về nhà mình. Nhưng mà tức là lâu, chú là lâu thì bác cũng là lâu, chú ở với bác lâu bao nhiêu thì bác cũng ở với chú lâu bấy nhiêu. Vậy mà có bao giờ bác thấy chú gắt bác đâu? Đấy, một câu hỏi thôi mà bác đưa ra bao nhiêu lời chỉ dẫn mà ông Vũ Kỳ cũng thức tỉnh từ đó. Hóa ra là chú chỉ gắt gỏng với ai thôi, chứ với bác chú có gắt đâu. Đấy, chứ rõ ràng đây không phải là tâm lý gì cả, chú phải sửa đi. Đấy, ông Vũ Kỳ ngẫm nghĩ lời bác rồi mới tự nhận ra điều này. Hóa ra ở đời không bao giờ ta gắt thủ trưởng, không bao giờ nặng lời với cấp trên, ta chỉ toàn bắt nạt anh em thôi. Đấy, tất cả câu chuyện là thế đấy các đồng chí. Đây nó vỡ lẽ ra cả một tình huống về dân chủ. Ba lời dặn này của bác bây giờ chúng ta ghi lòng tạc dạ các đồng chí nhé, vì nó chúng ta phải ứng dụng hàng ngày trong đời sống của đảng đấy này. Bác bảo vậy chú phải xem lại mình đi, xem lại mình đi, tức là tự phê bình đi. Đấy, một là chú có tôn trọng anh em không, hai là chú có tin cậy anh em không, ba là chú có tình thương thật sự với anh em không. Nếu đủ cả ba điều đó thì việc gì phải nặng lời với nhau, làm đau đớn trái tim nhau. Ba điều kiện này bây giờ rất cần để chúng ta thực hành dân chủ trong ứng xử với nhau, ứng xử trong nội bộ đảng, trong đảng với nhân dân, trong nhà nước, trong các đoàn thể. Một là tôn trọng, hai là tin cậy, ba là tình thương yêu. Ba điều kiện cả về đạo đức, lẫn văn hóa, lẫn lý trí trong ứng xử giữa người, với việc. Đấy là một điều trung thực. Mà bác Hồ là một tấm gương. Bác nói là bác cũng không phải là người hoàn toàn. Ở đời nhân vô thập toàn, ai cũng có cái hay mà ai cũng có cái dở, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Càng sống càng làm việc càng dễ mắc khuyết điểm, mà làm lãnh đạo là dễ mắc khuyết điểm nhất. Không sao cả, đấy là chuyện bình thường. Quan trọng là có sửa hay không. Đấy, ta học bác chỗ đó nhé. Bác bảo là các cháu học bác điều gì thì tùy các cháu. Bác rất khiêm nhường không nói ra. Nhưng theo bác có hai điều các cháu đừng học bác. Một là bác không lấy vợ. Nó trái lẽ tự nhiên lắm, các cháu không thấy được. Hai là bác hút thuốc lá. Dù là một thói quen có thể thông cảm được nhưng cũng bỏ đi. Đấy, bác dặn như vậy. Bác gọi đó là hai khuyết điểm. Bác so sánh là ở đời chỉ có hai loại người thôi. Một là không có khuyết điểm, hai là không còn khuyết điểm nữa. Một là còn nằm trong bụng mẹ chưa ra đời thì chưa có khuyết điểm. Hai là đã nằm trọn trong áo quan thì hết khuyết điểm. Chứ còn sống, còn làm việc, nhất là có trọng trách thì càng dễ mắc khuyết điểm. Không sao cả, đó là chuyện bình thường. Quan trọng có sửa hay không. Đấy là từng người nhé. Còn với cả đảng, từ tổ chức thấp nhất là chi bộ, đến tận trung ương, đến toàn đảng. Bác nói là một đảng mà giấu giếm khuyết điểm, không có dũng khí sửa chữa sai lầm thì sẽ là một đảng hỏng. Thế là nghiêm khắc lắm. Đấy, làm cái việc gì cũng vì tổ quốc, vì nhân dân. Bác nói là tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, nhân dân đứng hàng đầu là tối thượng, lãnh đạo, công chức, đảng viên là công bộc đầy tớ của dân thôi. Đấy, đấy là sự trung thực trong nhận thức, trong hành động, trong ứng xử. Nhất là khi nghe bác nói điều này, bác bảo là phải giúp nhau sửa chữa lỗi lầm khuyết điểm như rửa mặt hàng ngày, tức là thành một nền nếp, và phải giúp nhau sửa chữa đi càng nhanh càng tốt. Giống như thấy một vết nhọ trên trán mà không bảo nhau chữa thì làm sao mà xóa được. Vết nhọ trên trán không đáng sợ bằng vết nhọ trong tư tưởng tình cảm. Bác nói như vậy. Bác bảo không giúp nhau sửa chữa khuyết điểm mà cứ nể nang không nói đấy, đấy không phải là thương nhau đâu, mà hóa ra là hại nhau đấy.
chỗ này bây giờ ta đối chiếu vào những sự diễn biến gần đây, ta thấy vô cùng sâu sắc, thấy khuyết điểm mà không nói, không phải là thương nhau đâu, mà có khi là hại nhau đấy, vì nó nặng quá, không còn cơ hội sửa chữa nữa. Đấy, thì sẽ mất người, mà mất người thì hơn là mất của rất nhiều lần, là cái mất lớn nhất. Bác dạy là dạy như vậy. Trong tất cả những chỉ dẫn của bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với dân để đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, thì xin các đồng chí chú trọng vào những điều chỉ dẫn của bác suốt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và nhất là những năm cuối đời bác. Tất cả những điều đắn đo, suy nghĩ, dằn vặt của bác, những quyết định của bác đều toát lên tất cả những cái bài học đó. Vì tôi kể mấy cái sự kiện này để các đồng chí chú ý này. Sự kiện thứ nhất, đó là chuyện mà bác đi chữa bệnh mà nhiều lần những chuyến đi bí mật của bác không công bố đâu nhỉ? Kể cả sang Liên Xô, kể cả sang Trung Quốc. Và ở đó bác đã làm. Tại sao sang Liên Xô chữa bệnh? Trước khi về nước ấy, văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tiễn bác và trao cho ông Vũ Kỳ, để ông Vũ Kỳ báo cáo lại và trao lại với bác một cái phong bì này các đồng chí. Mở ra là 5.000 rúp. Biếu bác 5.000 rúp thời đó là lớn lắm. Các đồng chí học ở Nga thì đều biết cả. Ta chỉ cần 5 xu, 5 copec là đi metro, đi vòng quanh thủ đô, chỉ cần anh chưa lên mặt đường. 5.000 rúp. Trong đó có một bức thư rất tình cảm dành cho bác, nói rõ là biếu bác 4.000 rúp, biếu ông Vũ Kỳ thư ký của bác 1.000 rúp, tất cả là 5.000 rúp. Ông Vũ Kỳ về nộp lại cho bác, báo cáo bác. Bác xem xong bác bảo lấy giấy bút cho bác. Tiếng Nga bác viết như tiếng Việt, nói như người Việt, như người Nga vậy. Bác viết là xin cảm ơn các đồng chí đã gửi lại đấy. Ở đây chúng tôi được chăm sóc chu đáo, không thiếu một thứ gì, cho nên chúng tôi không có nhu cầu gì tiêu dùng số tiền này. Xin các đồng chí vui lòng nhận lại giúp với lời cảm ơn sâu sắc của chúng tôi. Tức là tôi và đồng chí Vũ Kỳ đã gửi trả lại. Từ những việc như vậy là trung thực. Việc bác sang Trung Quốc chữa bệnh, trước khi đi chữa bệnh, bác lại nhận được một món quà đặc biệt các đồng chí. Cái món quà này đặc biệt lắm, nó là cả một con nai. Con nai đẹp lắm các đồng chí. Con nai rừng ở nông trường Mộc Châu Sơn La gửi biếu bác. Nhà thơ Lưu Trọng Lư đã từng thốt lên là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu cơ mà. Đẹp lắm. Người ta là nai tuổi vị thành niên mà, dậy thì mà rất đẹp. Bác bảo là đem bé nai này vào công viên Bách Thảo, là công viên lớn nhất và đẹp nhất của Hà Nội lúc bây giờ, để chăm chút bé nai thật chu đáo, lớn lên sẽ xinh đẹp hơn, để các cháu thiếu nhi vào công viên chơi sẽ vui hơn, học hành giỏi hơn và tốt hơn. Cái ông cán bộ mà mang con nai về cho bác rồi đi cùng với bác, ông mách bác cái này này, thịt đi bác ạ, ăn với lá sung ngon lắm. Bác nhăn hết cả mặt mũi lại các đồng chí nhé. Ý là bác kiềm chế đấy, để bác không nặng lời đấy. Ai lại thế bao giờ? Bác giận lắm đấy, nhưng bác kiềm chế, bác nhăn hết cả mặt mũi lại để không nặng lời thôi. Nhưng cái kiềm chế nhiều khi cũng là một bản lĩnh văn hóa mà chúng ta với các cương vị trọng trách các đồng chí đang làm cũng cần học bác về cái điều này lắm, trong ứng xử. Đấy là trung thực. Từ cái việc đó trở đi. Và ở Trung Quốc ấy, cái giờ phút giao thừa đón năm mới bác buồn lắm. Vì ở đất khách quê người, xa dân, xa nước, xa đồng bào, và đặc biệt là bác nhớ các cháu thiếu niên nhi đồng. Bác bảo ông Vũ Kỳ là vặn to đài cho bác nghe, nhất là bài hát của các cháu thiếu nhi. Bác nhớ các cháu. Và cả đêm bác cứ trằn trọc.
sáng hôm sau mới có 6 giờ sáng, mùng 1 Tết, bác đã gọi ông Vũ Kỳ dậy để làm việc. Ông Vũ Kỳ hồi hộp lắm, không biết việc gì. Di chúc thì đã viết xong rồi, đã giữ cho bác đây rồi. Bây giờ đi sang nước ngoài chữa bệnh mà lại mùng 1 Tết có việc gì mà bác lại gọi làm việc sớm vậy? Hồi hộp lắm. Bác lại dặn như này mới càng hồi hộp này. Bác bảo viết cho bác, lấy giấy bút ra viết cho bác đọc để chú viết, chứ bác không viết đâu. Mắt bác đã kém rồi con. Bắt đầu viết di chúc là lúc bắt đầu chảy máu ở đáy mắt này. Ông Vũ Kỳ lại càng hồi hộp. Bác dặn là viết đúng, viết rõ cho bác đọc to, đọc chậm, đọc rõ, chú cứ viết đúng như vậy. Nhớ là bác đọc cả dấu phẩy xuống dòng cho chú chép. Thế mà càng hồi hộp. Có gì đâu, bác làm thơ các đồng chí. Đấy là khai bút đầu xuân. Đây không phải là một thú vui, mà đây là một sự trải nghiệm nỗi lòng. Đây là một sự nói lên nỗi lòng của bác với đảng, với dân, với đất nước, với sự nghiệp. Và thư gửi cho chúng ta bằng thơ đấy thì viết rất lạc quan. Còn bài thơ cho riêng bác thì buồn vô cùng, nặng trĩu ưu tư, nói thật cả nỗi lòng của bác. Bác viết này, bác bảo chú đã chuẩn bị chưa? Bắt đầu viết cho bác này, câu đầu tiên này, bác đọc là: đã lâu không làm bài thơ nào phẩy xuống dòng. Ông Vũ Kỳ cứ cắm cúi chép, rồi ngẩng lên bảo bác là: thưa bác thơ à? Bác bảo cứ viết đi đã. Đã lâu không làm bài thơ nào phẩy xuống dòng, nay lại thử làm xem ra sao, phẩy xuống dòng. Ông Vũ Kỳ vừa viết vừa tủm tỉm, đúng là thơ rồi. Đến câu thứ ba này: lục khắp giấy tờ vần chẳng thấy. Ông Vũ Kỳ ngẫm nghĩ là quái lạ, mãi chả thấy thơ đâu. Thì câu cuối cùng sang sảng: đã nghe vần thắng vút lên cao. Bốn câu thơ cuối cùng của đời bác này: đã lâu không làm bài thơ nào, nay lại thử làm xem ra sao, lục khắp giấy tờ vần chẳng thấy, đã nghe vần thắng chiến thắng vút lên cao. Còn cái bài viết riêng cho bác ấy, thì đúng là cả một nỗi lòng, một tâm trạng. Thời gian thấm thoát tựa đưa thoi. Thời gian trôi rất nhanh mà thời gian thấm thoát tựa đưa thoi. Thấm thoát xa nhà một tháng rồi, ngàn dặm nghe vui tin thắng trận. Một mình là đơn lẻ cô đơn lắm, nhất là ở nước ngoài. Một mình nằm tính chuyện xa xôi. Đấy đúng là nỗi lòng tâm trạng bác. Tính chuyện xa xôi về di chúc, về cái chết, về lời bác dặn là chôn bác đi. Bác còn dặn là chôn bác ở dưới chân núi Tam Đảo hoặc Ba Vì. Bác dặn là đốt bác đi, cho xương chia đều cho các miền, trước hết là dành cho miền Nam. Một mình nằm tính chuyện xa xôi. Một mình nằm tính chuyện xa xôi nó còn liên quan câu chuyện trù tính cho tương lai, mà trong di chúc bác dặn không sót một việc gì. Ngay cả việc tha thứ cho những nạn nhân trong chế độ cũ, kể việc kiến thiết lại đất nước, miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân, đưa các cháu đi đào tạo, rồi là giải quyết câu chuyện bình đẳng nam nữ, bố trí chị em vào các cương vị, nhất là trong hoạt động chính trị. Và một mình nằm tính chuyện xa xôi, còn có một chuyện vượt ra khỏi quốc gia dân tộc đến với quốc tế. Đó là tôi càng tự hào về cách mạng bao nhiêu, càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa của các đàn anh em. Cho nên trong bài thơ Bác ơi đấy, nhà thơ Tố Hữu nói là: bác chẳng buồn đâu, bác chỉ đau. Nỗi đau dân nước nỗi năm châu, ngổn ngang trăm mối như lòng mẹ, cho hôm nay và cho mai sau. Là thế. Một mình ngồi tính chuyện, nằm tính chuyện xa xôi là như vậy.
Bây giờ mời các đồng chí chúng ta nghỉ giải lao một chút thôi.